Nhiều bạn bảo với mình là ừ sao mà nó không lên VIP. Các bạn phải nạp tiền thì nó mới lên VIP nha. Phi VIP, phi thâu là nó luôn VIP trong đó nha. Các bạn nạp tiền nó mới lên VIP nha chứ. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay mình xin làm một cái game thâu gầm ơi. Đấy. Các bạn có việc đăng ký thì cứ bấm cả nhà. Yêu Bát là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con này là game kiếm tung nha các bạn. Nhưng mà mình đã tìm được một cái gì ta gọi là cái thâu. Cái tự nhiên quên tào lao rồi chứ. Mình đã tìm được cái thâu của nó nha. Cái nhiều bạn tìm được rồi thì đừng có gạch đá mình nha. Này là mình giới thiệu cho những anh em chưa biết. Game server nó lắc lắm nha các bạn. Vì có nhiều anh em thâu mà xài autolic á, nên là nó lắc banh nóc luôn. Các bạn cứ kiên nhẫn nha. Không được thì nếu bấm không được thì chúng ta có thể thử vào một cái thời gian khác, ví dụ như là khuya hoặc là sáng ha. Thâu gầm ơi này là thâu VIP, thâu kim nguyên bảo với lại thâu luôn cái vật phẩm nha các bạn. Đó, giờ vào game này nè các bạn, hãy kiên nhẫn nha. Chọn nhân vật này đi. Nó vào game nó cũng lắc 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 như vậy nè, nhưng mà các bạn vào được game thì chơi nó cũng ổn định lắm nha các bạn. Chúng ta cố gắng để vào game ha. Vì mình đang quay cái này là quay buổi tối nên server nó hơi lắc. Bây giờ nó vào game được rồi nha các bạn. Nhưng mà nó vẫn lắc. Đó. Các bạn nếu không được các bạn có thể thoát ra và vào lại. Các bạn chạy nhiệm vụ một chút nha. Cứ làm hồi nãy làm giết không được thì có thể thoát ra và vào lại. Và làm y như lúc đầu. Còn không được nữa thì các bạn có thể chờ khuya hơn một chút hoặc là chơi buổi sáng. Đó, nó vẫn quay. Lúc đầu thì chưa có gì nha các bạn. Nó vẫn là VIP không nè nha. Cái con kiếm tung này thì hôm bữa mình có giới thiệu đến các bạn rồi. Nó tên là tung kiếm. Tung kiếm thì phải, không nhớ nữa. Đồ kiếm đẹp vãi. Mọi lần thì chơi nhân vật nam không mà nay chuyển qua chơi nhân vật nữ.
con nhân vật nữ này đánh đã rồi chứ. Mở tiếng lên quên nãy giờ mở quên. Đang VIP ta đang level 8 ha, các bạn cứ chạy nhiệm vụ một chút nữa nha. Ê, cái túi đồ chỉ được có 1.000 kim cương không khóa nha các bạn. Sắp lên level 10 rồi là được xài cân đấu vân. Ok level 10 ha. Bây giờ chúng ta thâu ha. Cái link thâu thì mình để ở dưới cho các bạn nha. Mình để đây cho nó auto được rồi mình ra mình thâu ha. Rồi dòng đầu là mình để mã kìa, mã GME nha. Và mã GME thì mình sẽ để cái link ở dưới cho các bạn lấy. Còn ở đây là khu vực 1. Đây khu vực 1 nè ha. Đây là cái tên tài khoản đó, bấm vào tham gia VIP đó. Rồi sao các bạn bấm vào chữ mở cửa trở lại ha. Đó, bấm vào chữ mở cửa trở lại. Xong rồi chúng ta chuyển qua ha, chúng ta nạp nhân dân tệ 10.000 đi. Ở đâu rồi ta? À, do nãy mình nhập lộn cái mã GME nha. Bây giờ mình bấm vào tham gia VIP. Rồi ok ha. Xong rồi mình bấm chữ mở cửa trở lại. Xong bây giờ nạp tiền. À, nãy mình nhập lộn nha các bạn. Cái chỗ này là chúng ta phải để là cái tên của tài khoản hồi nãy mình nhập lộn. Ở lòng cơ cái tên nhân vật nha, quên. Tại vì một tài khoản là tạo được 3 cái nhân vật. Đó, khi nào mà các bạn bấm mà nó hiện cái bảng lên là để chữ VIP là ok rồi đó. Các bạn muốn thì các bạn có thể nạp luôn ở cái trang này ha. Xong rồi các bạn bấm ha, chữ mở trở lại. Xong rồi bấm nạp tiền ha. Đó, các bạn thấy không? Nó lên VIP 10 nè. Đó, nạp lần nữa ha. Hình như là mát VIP là nó cũng lên ở nó lên nữa kìa. Đó. Mát VIP là bao nhiêu vậy ta? 12 phải không? Ở đây là đó nó lên nữa rồi kìa. Server hơi lắc nha các bạn, chờ từ từ nha. Đó, mình khuyên các bạn đừng có xài auto leak nha. Đó nó lên 13, gần 13 rồi nè. Bởi vì các bạn mà xài auto leak là
nhiều bạn sẽ bị lắc server dẫn đến là không vào game được ha. Đó, còn 14, còn cái 14 nữa là đủ rồi, ok rồi. Đó 10.000 tệ ha. Ủa còn 15 nữa hả? Đậu xanh mát là 15 các bạn ơi. Rồi ok ha, mát VIP rồi ha. Nhiều bạn bảo với mình là ừ sao mà nó không lên VIP, các bạn phải nạp tiền thì nó mới lên VIP nha. Phi VIP, phi thâu là nó luôn VIP trong đó nha, các bạn nạp tiền nó mới lên VIP nha, chứ các bạn không nạp mà các bạn nói mình là game nó không có phi VIP thì đúng là game nó đâu có phi đâu, chúng ta phải thâu nó mới phi được chứ. Rồi, nhận full ha. Chúng ta vào cái túi ha. Đây, kim nguyên bảo hồi nãy giờ chúng ta nạp được nè. Đó các bạn mở mát mấy cái ô ha. Hình như là mở hết mấy cái túi đồ là nó lên cho chúng ta luôn level 39 luôn á. Hình như là vậy thôi chứ mình cũng không rõ. Nhưng mà chưa có chạy nhiệm vụ là nó chưa có cho cánh hay này kia cái nọ thì phải. Này nạp bao nhiêu mới được cái cánh vậy ta? Nè được rồi nè, ok được cái cánh này nè, đậu xanh. Đó được rồi nè các bạn. Đấy đấy đấy. Cánh đây, đó ok rồi ha. Đó, tiền rất là nhiều ha, các bạn cứ xài ha. Mà đừng, mình khuyên các bạn là đừng có xài auto leak nha, tại xài auto leak là nhiều bạn chơi không có được thì tội mấy bạn đó. Nếu các bạn thấy cái cánh này xấu quá thì chúng ta đổi cái cánh này vô đi mua. Cái cục nó nằm đâu ta? Đây nè. Ủa này cái cánh nó nằm ở đâu ta? À đây nè. Đây cái cánh này cũng đẹp nè. Các bạn phải tháo cái cánh này ra nha. Đó. Cái gì vậy? Hình như là chưa chạy nhiệm vụ. Nè nè nè, ở dưới level gì đó, nó kêu là không có mở được. Ở mình vào cái ạc mà hôm bữa mình vừa làm xong ha. Thì các bạn sẽ thấy rõ hơn là nó sẽ có cái cánh nó đẹp và có những cái thứ khác. Bây giờ đã vào game được rồi nha các bạn. Nãy giờ cũng mất 50 phút mới vào được. Trần ai khoai cũ mà bây giờ nó còn chưa chịu vào nữa cơ. Phải đấy. Rồi xong mất kết nối server. Trời ơi, server game hay lắc kinh. Và lắc kinh in the round and round and round. Rồi, rồi, rồi. Đó, VIP 2 nhận nè, đó một bộ trang bị. Nè, cái này các bạn có thể mua nha, chút mình chỉ chở cho các bạn mua nha. Đâu rồi?
cánh này xấu lắm. Này đăng nhập 3-4 ngày gì nè. Hết rồi. Đó là đánh map này kia kia nọ. Các bạn hãy đăng ký kênh vào group tham gia và like cái fanpage của mình nha. Chút mình sẽ cập nhật cái link fanpage nằm dưới. Để có gì mình sẽ livestream mình hướng dẫn ha, cùng chơi game với các bạn ha. Trời ơi cái kiếm nó xấu. Ngày thứ bảy sẽ nhận được một con bét. Bét Nata ha. À mình sẽ chỉ cho các bạn vàng mua ở đâu luôn. Các bạn đón chờ cái video tiếp theo nha. Nó nằm ở trên cái shop nè các bạn. Đó. Muốn gì lên đây mua nè ha. Nó nằm ở dưới này nè, kéo xuống. Ở đây là ngoại trang Quang Vũ nè. Đó. Đao của Quang Vũ nè. Đó. Đao của ai không biết quên rồi. Đây. Bét Tôn Ngộ Không nè ha. Ở đây là cái ngoại trang robot ha. Đây là ốp cánh, ốp kiếm rồi ha. Đây là con bét ha. Đây vàng mua đây nè nha các bạn. Ủa là ông bạc chứ, bạc mua đây nè. Đó ngoại trang nữa nè, đó ngoại trang nè, nè đó. Có gì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ốp đồ và đi phó bản ha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo hướng dẫn các bạn chơi game này ha. Bye bye. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo, là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.